xăm hình Phật, nó xăm hình Phật Thích Ca mà thì à, mà thằng nào nó ở trần không có mặt bùn gì, nó nhảy rồi xuống chỗ của nó làm cái chuyện khủng khiếp thôi, này kỳ kỳ lắm. Nhưng mà hãy đặt nó vậy, thằng nào nó xăm hình Phật trước ngực, bởi vì 513 câu mấy con về nghe lại thì vừa mới post lên đó. À, hình Phật trước ngực sau lưng và tâm gì đó. Ừ. Thái An vậy, 10 thằng là xăm hình Phật trước ngực hết, vậy mà làm chuyện khủng khiếp. Còn riêng cái phần thù là nhiệm vụ gì thì mấy ông lớn trên tàu mới nói kịp mày thấy mày lanh lẹ hơn mấy nhóc ở Sài Gòn xuống đùa nó giờ ổi hết rồi, mày còn đi đứng trên tàu được một chút, nếu mà nó không giết mình mà nó có thả mình ra đó, mình cũng phải biết hướng mình đi, tại đó biển mênh mông nó đâu có hướng gì đâu. Mày gán leo lên trên bon tàu ở Thái Lan á, mày ăn cắt cái la bàn của mình về, tại đầu tiên hàng đó nó khôn, mấy người hải tặc nó khôn, nó lấy cái la bàn của mình trước, không biết không, để là cho mình không biết phương hướng đi. Ở ngoài biển mà không có la bàn là con bỏ tài á. Lúc đó mấy người đó đang si mê với mấy bà già với bà già nó cũng không tha luôn, có